mai mốt nè cưng cái việc bán cái số nè, cưng cái việc con bán đi, anh lo hết cái địa bàn này của anh, nắm hết công viên ở đây, em đừng sợ ai hết, em hiểu chưa? Có chuyện gì cứ việc điện thoại cho anh, được chưa? Đây gì đứng lại cho nó cho tao. Dạ, cái gì anh? Mày đi đâu ạ? À? Dạ, công viên ở đây hè, em có thể đi chơi vòng vòng anh. Mày đi chơi hả? Dạ. Mày biết khu vực này của ai không? Mày đi chơi. Thì công viên này là ai muốn đi đi, cái có gì đâu, rồi khu vực của ai anh? Mày đi và mày hỏi ra chưa? Hỏi vậy công viên đi chung mà. Chung đi. Dạ, cái gì anh? Mày đi mày có hỏi ý ra chưa? Dạ, có gì không anh? Mày đợi tao một chút. Ê, chạy à, anh em lại đây anh mày bu ra coi, anh được bắn súng nha, anh được bắn súng nha, mày bu ra nghe không? Dạ, gì anh? Hai kem anh cầm giùm tao, cầm giùm tao lại lên. Dạ, cái đó dạ em không biết chơi số anh dạ đi, mày cầm giùm tao nghe không? Dạ, anh em lại thì anh vợ con anh của nhà anh bu ra coi làm gì anh? Mày bu ra lại xuống. Dạ, cái gì anh? Quên đó, cho xin 20.000 anh cho. Ủa anh ăn cướp vợ bọn xin có 20.000 vậy anh? Anh cướp vợ xin có 20.000 á? Ai nói bạn cướp? Cái anh ơi. Trời ơi cha ơi, con bán số này chứ con có ăn cướp đâu cha. Cái gì bán số hả? À, bà lũ cha rồi. Bán số là cái gì hả? Mày cứ giả tao không trả lời vậy. Ủa về này biết canh không phải là đồng bọn như này hả trời? Việc nãy là đồng bọn như này chứ. Ờ trời, từng báo kê bán cái số rồi giờ bị bán cái số hụ vậy. Trời ơi trời chết luôn rồi.